Tâm năng chôn chết đam phiện trạch xâm đánh đầy bụi bà rõm ẩm phí các bắt bóng thôn thiên thò mà chết nâng bây chớ nơi tam xã côm rộp bọc phụ kể nâng bán xin ai cửa xuống bẹp bón đã thiết cho rộp bọc phụ kể khăn ông sức đầy bình chụp áp vì sao tà nạ cam chụp áp đáng phí cả xin ai ní thua lan khăn ông xanh này sật ra bò rõm miền đại riêng trong đau chôn chết đam phiện trạch nơi rì chân đi phân ông bình cả bị thang ai tì bạm bấy khai cả nhà ní. Một năng thuơ xong là sất cả xe đất này, xã công chuyên trị đám phía trái chùm luôn, mà rồi 20 nẻ, cả phí bẹ cân đá khai xây hà, bàn châu rùm xích hà xa lá, vì cổ chức bò nơi khai xìm riệp, riệp chòm đòi rật thà phí bá, bàn tay công chuyên trị đám phía trái, có thật ba rật thà phí bá, ảnh chơi nhỏ châu rùm, đám bách đo thiết châu, xâm rạp xích đầy priêng vì sao tà nạ cam chấp áp, xa đầy phí đầm bàn cà phía thòm chết, năng chấp áp xa đầy phí bây chờ. Thái anh khăn ông xanh là sất cả xe, nằm năng chân chết đang phiệt trách cuối, lục ông bần thòn, bạn mặc hành phí cái đầy bà rõm ông phí khăn ông xa mùi chùm nuốn, đã miên là khăn ông xích đầy priêng, vì sao tà nạ cam chấp áp, khăn ông nốt lục thà miên đôi chìa ca phá đô biết, chân chết đang phiệt trách tờ chìa xạ cô mùa lật hán, rư ca đo biết trong ca vơ chúm. Chân phí chấp áp chuyện đào. Tôi có lòng mẫu là xa cái bạp nông việc tuần bàn quân phục lạc 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 nôm con mặc ca xem xem giống ao từ lần này chúng ta chặt tung thang chỉ tin ca là bùi chi bao nhiêu là đôn ta mà sao từ móc từ bây chia hai bị phu bắp có lốp bao nhiêu con chán là từ từ bùi chi lúc bọn tỏ thả, chân chịt đám phiệt tách, bọn tỏ đang phí khlâm xa, nơi dịch đầy priêng chụp áp, đang phí nít, đang sông là lại tể. Lúc bọn tỏ thả, chân chịt đám phiệt tách, bọn tỏ đang phí khlâm xa, nơi dịch đầy priêng vì sao tà nạ cam chụp áp đang phí, đang sông là lại tể. Tại dân ná, lúc thả, xã công chân chịt đám phiệt tách đang ốc, miên ca bà rõm thả, bà sân bà phô kế, bọn bán châu ruộng khu nông ca đã thiết châu, nâng châu ruộng lực làng phí xa hàn phiệp chạy sát đài nhờ bà chân chịt đám phiệt tách nụ tế. Phô kế bà rõm thả, xã đầy priêng chụp áp vì sao tà nạ cam chụp áp đang phí ní, nâng thua ai bắt bong phọt bà giao chụp áp phô kế. Nè xâm rộp xâm ruôn một đàn chôn chết đám phía trạch, khát một đồ kỳ rí. Nè xa đây phước phía rộng, màn lực làng thà, cần lòng tớ. Đói xa tay miên ca bằng cách chấp bắp môi chùm nuồn. Mặt bàn sọc xài tờ can chôn chết đám phía trạch, đã chỉ hai thua ỏi miên chôn khờ khôi bọc bác, khai một lòng anh xa. Nâng miên phê khá là, đòi miên ca châu ruôn bọc bật rộp bọc một trầy mùa thàn phong núc. Chỉ hai thua ỏi bác bỏ, phọt bởi dõi rộp bọc chôn chết đám phía trạch. អ្នកសម្របសម្រួលម្ដានជនជាតិដើមភាគតិចលោកសមឿនវុធីបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមលោកមានសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងយកក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងទទួលយកធាតចូលរបស់សហគមន៍ដាក់ក្នុងសក្តីព្រៀងវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមលោកសមឿនវុធីថាសហគមន៍និងអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែបន្តលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធdương chặt tục cả lấy những cái cặp cả lấy ăn được tiếp là sao bên kia đường của bọn sát muối này cầm tay cầm đầu đẹp quan là ở những chỗ bọn chuyên làm tinh nhưng dương chọn người ta chuyên làm tinh apply call lơ call là call không thiết pressure không thiết làm chết là mình còn chơi bọn chơi chỉ vật chắc bà sơn kia chắc bắt được tranh máu đòi mà liên ca VOD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្តានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវែងសុខុនអំពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងពីរនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរក្រសួងកសិកម្មវិញការសិក្សារបស់អង្គការទិន្នន័យដើម្បីការអភិវឌ្ឍឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចបានគ្រប់គ្រងតាមបែបនេះលើដីប្រហែល4លានហិកតានៃតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងតំបន់វាលស្បោងសុខាភិបាលរយៈពេលវែងនៃវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ដីរបស់ពួកគេនិងការទទួលបានការប្រើប្រាស់ធនធានព្រៃឈើពួកគេប្រកបមុខរបរកសិកម្មវលជុំនិងចិញ្ចឹមសត្វរួមផ្សំនឹងការចូលទៅក្នុងព្រៃប្រមូលផលអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចសម្បទានរ៉ែនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីការរំលោភយកដីការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងពេលកន្លងទៅ។